trình quá vĩ đại hả thằng Nguyên? Luống cho anh đi, bây giờ em quy định thì trồng theo một cái luống đó, xong rồi em trồng qua rồi phá nào, mở này luôn chứ, phá rồi này đây là nó đặt cho nó là gì đi chứ còn gì nữa. Anh thấy một bọc nhiều khi có 1 kg mà không chứ nó đụng vô lấy tay rồi lại đụng chắc anh tay rồi chơi coi cho mới mốt em tổng kết em đâu có ghi cái số ký nữa. Cho nó nhỏ lại. Sao nhỏ xong á thì mình chia lớp ra.